Sự thật sốc vụ giao bán vaccine diệt virus corona Thưa quý vị, thưa các bạn, trong tâm bão dịch virus corona, nhiều người xôn xao hình ảnh tài khoản Facebook DMH đăng tải một lọ vaccine có tên Canine Coronavirus Vaccines kèm lời giao đã tìm ra vaccine diệt virus corona nhập khẩu từ Mỹ. Nói về việc này, sáng ngày 6 tháng 2, trao đổi với báo đất Việt, một bác sĩ ở Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh cho rằng cơ quan chức năng cần vào cuộc điều tra xem người nào đã giao bán loại vaccine đó, bởi hiện nay trên thế giới vẫn chưa có vaccine để ngăn ngừa virus corona, cũng như chưa có thuốc chữa trị đặc hiệu. Đại diện Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí nói, Anh em tôi làm ở phòng kế hoạch tổng hợp là đầu mối nhận sự chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế của tỉnh Quảng Ninh. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin chính thống nào cho rằng đã có loại thuốc chữa trị đặc hiệu đối với bệnh virus corona này. Tôi cũng chưa nghe thấy một loại vaccine nào có thể phòng ngừa được dịch bệnh này. Những người đưa thông tin sai về dịch bệnh này khiến người dân lo lắng thì cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn đối với người lợi dụng đại dịch để giao bán thuốc bừa bãi là việc làm không có đạo đức. Cơ quan chức năng cần vào cuộc để điều tra xem đó là ai để xử lý. Nói về việc này cùng ngày, theo thông tin trên báo chí, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định, loại vaccine có tên Canine Coronavirus Vaccine là vaccine phòng 7 bệnh trên chó. Còn vaccine phòng virus corona mới gây bệnh viêm phổi cấp thì hiện các phòng thí nghiệm trên thế giới đang chạy đua nghiên cứu nên cần nhiều thời gian để thử nghiệm lâm sàng và chưa biết chính xác bao lâu mới có vaccine mới sẵn sàng sử dụng cho con người. Phó giáo sư tiến sĩ Đức nói, Thời gian này, người dân quá quen thuộc với hai từ virus corona. Nếu ai không biết vaccine này dành cho chó, hay nhìn thoáng qua mà không thấy chữ canin thì dễ lầm tưởng. Trong tình hình dịch bệnh virus corona căng thẳng như hiện nay, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức khuyến cáo người dân cần tỉnh táo chọn lựa kênh thông tin chính thống để tham khảo, tìm hiểu, tốt nhất là cổng thông tin của Bộ Y tế. Trước đó, tài khoản Facebook DMH đăng một lọ vaccine có tên Canin Coronavirus Vaccine kèm lời giao đã tìm ra vaccine diệt virus corona nhập khẩu từ Mỹ. Theo đó, chi phí tiêm trọn gói kèm theo sổ bệnh là 1 triệu đồng. Tài khoản H dẫn thêm, bác nào tiêm thì đặt lịch, em đến tiêm tận nhà, mũi đầu năm bệnh, 21 ngày sau nhắc lại mũi thứ hai, 7 bệnh và 1 tháng sau nhắc lại mũi 3 là 7 bệnh. Nhiều người tinh ý biết được đây là một loại vaccine dành cho chó và không khỏi đặt nghi vấn tài khoản này lợi dụng tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona đang diễn biến phức tạp chưa có vaccine phòng ngừa để câu like